Tuần thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe các bạn nhá. Hôm nay thứ hai rồi, chúc các bạn có thật nhiều năng lượng nữa. Và mình đang có mặt ở khu vực Vũ Vi Sơn. Xin gửi lời chào sức khỏe tất cả anh em nhá. Và đây thì đang có lực lượng của bằng búa gì của họ đang set up ở đây. Đang có Dương Gia Cung, có Nga Mi Đàn và có lực lượng phòng ngự của họ ở đây. Vâng, dàn võ đăng kiếm đang được kéo lên rất hùng hậu rồi. Chào anh em nhá, hello các bạn. Có vẻ như họ sẽ... Đây rồi, Ngọc Bảo Châu đây rồi. Đã có 3 món trang bị tăng kiếm cộng 6, rất nỗ lực đến từ Ngọc Bảo Châu. Thật sự là những nỗ lực rất lớn đến từ Thiếu Quyền Ngọc Bảo Châu khi anh đã cộng cho mình set 6 và ngày hôm qua thì anh mới cộng set 5 thôi. Chào anh em nhá. Mình sẽ xem nào, có anh em nào lên tăng kiếm chưa nào. Bên này có Thiếu Lâm Quyền Tổng Tư lệnh. Có vẻ vẫn chưa lên, mới ở trang bị tử quang thôi, cờ tiên phong và đăng giao bích. Hôm nay mình có một chút việc cá nhân gia đình cho nên là mình lai muộn một tí anh em nhá. Hôm nay mình tổ chức nho nhỏ sinh nhật nhà mình cho nên là rất là mong anh em thông cảm. Hôm nay mình vẫn kịp giờ livestream bot cho anh em nhá. Chắc chắn không có tích lũy rồi. Tại vì server mình đi chậm mà, các bạn đâu có thể cái đèo cái ông nào cũng đòi tích lũy được. Tổng tư lệnh này, mình tiếp tục soi này, đây là cổ sư. Uầy, cổ sư Phan Hà My cấp 84. Xe trang bị cộng 6, quá đỉnh các bạn ạ. Đây sẽ là một con cổ sư rất đỉnh. Con này yêu cổ khả năng yêu cổ sẽ là yêu cổ 7 các bạn. Yêu cổ kháng 7 rất ngon. Tiếp tục soi nào. Mình sẽ soi bên này có Hoshi. Hoshi thì vẫn đang ở trang bị tử quang cộng 5 và một cờ tiên phong, một cây trượng sư môn 3 đam rất to. Bên này đang là lớp phòng ngự đến từ lực lượng của băng búa rìu và bên trong sẽ là đội Dương Gia Cung. Chúng ta có Tũng Ca. Tũng Ca thì đang là quân hàm tướng quân và bên này là Tống tướng quân. Anh đang có một cái nón cộng 6 rồi và một quyển mật tịch môn phái 10 thành. Chào bạn Đức Mạnh, chào bạn Hưng Hoàn Hảo, chào bạn Vượng và chào bạn Nguyễn Tuấn Anh. Anh em vào xem livestream bấm giúp mình một like anh em nhá. Bên này là Dương Thương học sinh ngoan này. Anh đang đeo set hỗ trợ tấn công phòng thủ rồi và cây thương sư môn 3. Trang bị tử quang và đô thống. Chào anh em nhá. Hôm nay xin lỗi các bạn là mình live muộn tí nữa thì các bạn có yêu cầu gì không nhỉ? Server mình có rất nhiều chương trình bạn nhá. Xin chào bạn An Doanh. Bạn cần hỗ trợ gì bạn comment giúp mình nhá. Tại vì bạn vừa nãy là mình không live chiến trường thôi. Evan có Evan, bạn đọc kỹ Evan xem Evan có kinh nghiệm mà. Mấy ông này chứng tỏ là chưa đọc kỹ bài rồi, phải học kỹ bài. Đây là vui đòn, cũng trang bị tàng kiếm cộng 6, mật tịch 88% và bó tay sư môn 3, 549 đam. Idol siêu quậy, trang bị tàng kiếm và đây này là thiếu lâm đao. Cũng khá là VIP các bạn ạ, đao cộng 6, tử quang bá vương, cờ tiên phong, đồ và đô thống cũng như là trang bị tử quang cộng 6, mật tịch môn phái 9 thành. Anh ơi đổi tên rồi nhưng mà anh đổi hơi muộn rồi, anh phải đổi trước 9 giờ. Anh Bính ạ, nhắc anh em rồi mà không ai đổi kìa, tuần sau mới đổi nhá. Đứng. Không, server mình là có cái đặc riêng của mình nhá, các bạn chịu khó theo dõi livestream của mình là thế nhá. Giờ săn boss thì cũng bình thường vậy thôi nhưng mà bọn mình sẽ có những cái hoạt động riêng. Biết là boss anh em kéo về trường biết, chứ nãy giờ chưa thấy luôn á. Bên này là Tsubasa. Tsubasa đã lên quần tàng kiếm. Sát thương 49, kháng tất cả 9. Bao tay sư môn 3 và hai món trang bị tử quang, cờ tiên phong và tử quang tiên ngọc sát thương. Anh đổi trước 9 giờ anh nhá, chứ còn sau 9 giờ không đổi đâu. Bên này là lực lượng của búa rìu. Biết là các bạn đam bot ở chỗ nào nữa. Có lẽ chúng ta sẽ cùng đi xem anh em nhá. Không bạn nhá, server mình sẽ không có cái ưu thế như bạn nói, bạn yên tâm đi. Server mình là server đi cực chậm và hướng định hướng lâu dài chứ không phải là ba cái loại server một tháng sập đâu bạn ạ. Tiểu muội lì đòn, võ đăng kiếm, trang bị sư môn 3, kiếm sư môn 3 và mật tịch 92%. Anh em vào xem bấm rất một like anh em nhá, cảm ơn các bạn.
Bên này là Thiếu Lâm Quyền cà phê búa rìu. Thưa các bạn, cà phê không đường. Trang bị tử quang bao tay sư môn 3 và mật tịch 91%. Ôi đỉnh thật sự luôn các bạn ạ. Mật tịch rất là đỉnh. Nhi trầm cảm. Nhi trầm cảm vẫn sẽ trang bị cộng 6 của mình. Mới đổi tên cấp 86. Bạn có thể ăn event mà bạn Doanh ơi. Bạn đọc những cái bài viết trên fanpage nhá. Hoặc là bạn có thể theo dõi livestream của mình nhiều hơn. Bạn có thể vào bạn vượt ải nhanh, bạn ăn trái cây, bạn ăn quân dụng, bạn vượt ải nhanh. Sau đó thì bạn đi chiến trường. Rồi sau đó thì bạn có thể là đổi tên thì các bạn lên ngựa cát. Các bạn chọn vào phần Thái Hoa Phường mua thẻ đổi tên. Đấy. Và thẻ đổi tên các bạn chỉ sử dụng trong ngày thứ hai, từ bắt đầu ngày thứ hai đến 21 giờ tối thôi. Anh em hiểu không? Trước 2 giờ tối, 21 giờ tối các bạn không thể đổi tên được nữa. Bên này là dàn dương cung đến từ lực lượng của bang Búa Rìu. Đã bắt đầu bắn lên rồi, bắn rất hăng. Mai có event rồi, khổ lắm cơ. Anh em không phải lo đâu, cái event này cũng không dễ ăn như các bạn nghĩ đâu. Các bạn cứ bảo là tăng kiếm thành nó mất giá, không hề các bạn ạ, nó còn lên giá ấy. Server tôi hỏi các bạn được mấy bộ tăng kiếm ạ? Chắc là khoảng được chưa được 3 bộ đúng không? Nó tẹt luôn là được chưa được 3 bộ đi, gọi là 4 bộ đi. Được chưa? Thì cái event này căng lắm, các bạn ăn cũng vỡ mặt ra chắc được khoảng 2-3 bộ nữa thôi. Nó không dễ ăn vậy đâu các bạn ạ. Tôi nói thật đấy. Bé mò tập chơi đàn. Trang bị cộng 5, mật tịch 95%. Uầy, đỉnh thật sự luôn. Vậy mà quân hàm đô thống. Ngọc linh hoạt và đàn sắc xuất chiêu 3. Các bạn cũng phải cho anh em vào sau các bạn ấy chơi nữa chứ. Các bạn cứ được chiếm hết thì anh em sau anh em chơi được. Các bạn có muốn đông người đấy để đánh nhau không? Các bạn muốn server mình vui hơn không? Server mình và server mình đang đi đúng hướng rồi anh em yên tâm. Cho anh em vào sau các bạn ấy lên 79, 80, 81 chứ cần anh em cứ bắt các bạn ấy ở cấp 7 mấy làm sao mà các bạn đánh được các bạn đúng không? Các ông cứ đi tàng kiếm các ông treo cho nắm vào cơ. Cái tội này là cái tội này không cãi được nhá. Gửi công Vinh cốc trà đá sinh nhật vui vẻ. Ok, cảm ơn Tuấn Anh rất nhiều nhá. Và hôm nay mình cũng cảm ơn rất là nhiều lời chúc sinh nhật đến từ các bạn. Thực sự là các bạn đăng lên rồi các bạn ấy gửi quà cho mình rất là nhiều. Và cảm ơn anh Hải. Cảm ơn anh Hải này. Cảm ơn anh Minh Dương. Cảm ơn các bạn đã gửi quà cho ví điện tử Momo và tài khoản ngân hàng của mình. Mình cũng xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hôm nay thì chia sẻ tới các bạn là hôm nay là sinh nhật của mình nên là mình livestream hơi muộn. Thì cũng cảm ơn cái sự ủng hộ từ các bạn rất nhiều. Cảm ơn Tuấn Anh nhá. Xong thấy bot á, không biết là các bạn ấy dẫn đi đâu nữa rồi. Nhưng mà không sao anh em ạ, chúng ta vẫn thoải mái thôi, tìm để mình đi mình tìm bot anh em xem nhá. Các bạn gửi mình trà đá cho biết là mình cũng rất là vui rồi. Thực sự được làm cái công việc này, được các bạn tôn trọng, được các bạn ủng hộ, đó là một cái điều rất là vinh dự. Chào bạn Lá Mùa Đông, chào bạn Đức Mạnh, chào bạn Minh Xuân. Chào anh em. Em vừa tổ chức xong. Thế là ở nhà em thôi, có mấy người, tôi có 4 người thôi xong rồi. Con sư tử đẹp nhờ. Con này là con Tuyết Nghi. Hello mọi người, hello mọi người. Xem một cái băng quyền VIP nào không? Hôm nay về sớm ạ, à. Bây giờ anh mới like. Tại hôm nay anh thông cảm, cũng xin phép mọi người là một hôm. Xin mọi người nghỉ một hôm đi. Mai hứa làm việc chăm chỉ. Chiều nay live chiến trường rồi. Siêu quậy.
À của chuyên đây, đang đang gạ chuyên đổi nick đây. À của chuyên thì quân hàm tướng phong, trang bị tử quang, mật tịch, nói chung là cũng rất là ổn định. Anh em xem bấm giúp mình một like anh em nhé, mình cảm ơn các bạn. Và mình cũng xin gửi cảm ơn những lời chúc sức khỏe và những lời chúc mừng sinh nhật đến từ các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cấm sư tử các bạn lấy ở phần thưởng tốt nhá. Cô tích mật tịch 84%, cấp 82 con hàm đô thống. Nông dân mặc vét, bạn ấy vẫn đang ở trang bị tử quang. Và báo tay sư môn 3 đằng giao bích và tử quang thiên ngọc. Tranh bét. Không biết là các bạn đam bot ở đâu, chả thấy bot cơ. Các ông chỉ tôi góc bot để tôi lên tôi vào tôi hóng hết thế nào. Bây giờ tôi chưa thấy con bot đâu luôn. Đây con bot đây rồi. Chúng ta lên bên trên xem nhá, tôi thấy bot rồi. Các bạn không nhìn thấy tôi nhìn rõ lắm. Không phải lo. Ôi đi mẹ. Đây. Nick GM của tôi. Đây là con boss và bên trong khu vực. Bên trong này thì boss còn 12% thôi. Các bạn thấy máu tụt nhanh không? Nó bị lag hình ảnh hay sao ấy, không nhìn thấy gì cả. Chưa có thông báo anh em nhá. Trước mắt thì chúng ta cứ có như thế đã. Server thứ 3 nó sẽ không giống mô típ với server thứ 2. Và bọn mình đã nói rất kỹ với các bạn là nó sẽ không hề giống này, các bạn không phải chuẩn bị kỹ như thế đâu. Và bọn mình sẽ không thông báo trước cho các bạn về những cái mà bọn mình có cho các bạn thấy đâu các bạn nhá. Tại vì nó là game mà, thông báo là trước thì ai anh chuẩn bị trước thì nó còn là cái hay nữa, đúng không? Game nó phải có cái gì đó anh em mình phải chuẩn bị chứ, đúng không? Cho nên là nó sẽ khác server thứ hai và thứ nhất nhá. Cho nên là anh em cũng chịu khó vậy. Chiêu linh trượng cộng 6, cờ tiên phong, quân hàm tiên phong và mật tịch 88%. Tiểu vũ chơi đàn. Bên này thì boss có vẻ khá nhanh rồi. Các bạn thấy không ạ? Vậy là đã xong boss rồi các bạn nhá. Khác chứ các bạn, chúng ta đâu thể làm một cái mà nó cứ y xì nhau được. Nhưng ông nào biết cái mô típ đấy rồi, ông có thấy ông cài, bọn mình phải thay đổi chứ. Mẹ lại bị ngắt kết nối OBS ạ, bực mình vãi lìn rồi. Giờ rồi. Mà... chết rồi, mất cái lối OBS rồi. Xin lỗi anh em nhé, thông cảm một tí, mình bị lỗi kết nối OBS rồi. Anh em lên lại giúp mình. Vừa nó bị sập stream đúng không các bạn? Vừa nó bị sập livestream đấy. Con chó bạch tạng, con chó đen thui. Hello mọi người. Vậy là Tsubasa cũng đã quần tàng, có quần tàng kiếm cho mình rồi. Tầm này lên được quần tàng kiếm đá rất là đau. Các bạn đọc bài thông báo giúp mình nhé, nó sẽ có chi tiết các hoạt động ở trên đấy. Thì anh em chịu khó xem nhá. Và các bạn cần giải đáp thắc mắc gì thì comment lên để mình có thể hỗ trợ các bạn không ạ? Mấy con bác lộc lâm ở đâu nữa đây. Vừa rồi nó bị sập livestream các bạn ạ. Mạng méo chán quá.
Nhưng mà nó vừa bị văng một tí là do mạng đấy. Bắn em cái link tải game à? Thần nông đơn là sao? Thần nông đơn phải để ủy thác cho các bạn đào lắc chứ, đúng không? Link tải game ở phần bình luận em nhá. À, có cả link nhóm và link tải game mình để ở đây em nhá. Có hết rồi em ạ, không sao đâu. Trời ơi, sập sập chim một cái em. Bên này các bạn ăn bot rất là đông, còn đây là một lượng người rất đông đang lên ăn túi bot. Hôm nay mình lại hơi muộn một tí, ngồi tâm sự chia sẻ với các bạn một chút về cuộc sống vậy cũng được không anh em? Giờ chỉ mỗi thắc mắc là không biết bao giờ mới được chơi, không sao ấy, cảm giác khi nào mà em ok là em chơi thôi. Thần nông đơn sẽ vẫn phải bán chứ ạ, thần nông đơn không bán thì lấy đâu ra mà anh em đào lắc được? Chẳng nhẽ các bạn bắt anh em đi cuốc bằng tay à? Ôi giời ơi, mà cuốc bằng tay cũng phải có thần nông đơn mới cuốc được. Anh em vào xem bấm giúp mình một like các bạn nhá. Đây là lực lượng một bang đấy các bạn, một bang ăn boss rất là đông. Không biết là con Bắc Lồng Lâm ở đâu anh em nhỉ? Để mình lên mình livestream xem nào. Không em ạ, à, tăng kiếm thành nó sẽ lên giá đấy. Các bạn bảo em vừa nó giảm giá còn lâu. Ông nào muốn úp có còn lâu nó mới lên. Mà có nói thật với bạn, cành nguyên liệu nó cũng ấy rồi ơi đấy, nó không phải đơn giản đâu. Tôi nhìn tôi đọc nay tôi vừa vào, tôi vào vào lên page. Tôi đọc cái bài này, tôi biết là quả này là cành nguyên liệu nó cũng khoai, nó tự cày đấy. Nguyên liệu này ông nào cày nguyên liệu ối tiền đấy. Cái này chỉ là các bạn cày là chính thôi. Vừa mới like được một tí thì mẹ nó bị sập phát bực mình thế anh biết. Giờ vào đi tăng kiếm nhá, nhắn tin cho anh em đi tăng kiếm, mong vào livestream tăng kiếm cho anh em xem đi nhỉ. Biết là boss Bắc Lâm ở đâu anh em? Để nó cứ lác lác bực hết cả mình đi. Mẹ Tương Dương đứng cái đỡ lác. Hello anh em. Con của mình nay mình còn chưa lột trái cây các bạn. Bây giờ còn không đổi được tên cơ. Mẹ toang rồi. Bây giờ không đổi tên này này, đang bảo đổi tên để mấy nữa có giao lưu với anh em thiếu lâm quyền thì giao lưu mà. Toang mẹ rồi. Đây,
Hôm nay còn đi mít. Bây giờ mình sẽ đi lột trái cây và hướng dẫn các bạn cái cấp nhá. Thì các bạn có thể đến theo mình, các bạn đến ở PC đường Minh Thành. Đấy, đây là nguyên soái này. Nguyên soái hết nước chấm của lực lượng bên phe Liêu này, quần tàng kiếm sát thương 45 này, cung tử quang này. Rồi, mình sẽ đổi trái cây nhá các bạn nhá. Đấy. Các bạn chuẩn bị cho mình một set trái cây nhé. Xong các bạn nộp một set này các bạn sẽ nhận được khoảng 60 triệu kinh nghiệm. 50 triệu, 50 triệu thì em cứ tính là bằng đấy 9 viên tàng kiếm ngân thạch nó đã hơn 10 triệu rồi. Chưa nói em ghép thêm tiền vàng, bạc rồi công sức nữa, rồi option ngon lại còn giá cao nữa em. Quan trọng là cái option ngon ấy. Và quan trọng là phải mua được tàng kiếm ngân thạch để mà ghép cơ, chứ nhiều người ta không muốn bán. Rồi các bạn cứ nộp nhẹ nhàng tình cảm mua đấy 10 loại nhé. Hôm nay mình mua được 20, 20 set. Mình mua được 2 set. 50M cái set của Bảo Châu là còn nhẹ đấy. Rồi sau đó các bạn nhận nhiều loại 20 loại này. Là các bạn sẽ nhận được 50 triệu kinh nghiệm đấy, là mình nên được 42,06%. Các bạn ra các bạn đá cho nó. Đấy, các bạn lại tiếp tục này. Chào bạn Long nha, lâu lắm rồi. Không bạn ơi, không fit được đâu bạn nhá. Nguyên tắc là như thế rồi, không bao giờ fit được đâu. Có mà fit được rồi. Mình đã hướng là một cái server đi chậm rồi thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Chúng ta muốn có một sân chơi lâu dài thì chúng ta nên đánh được một tí các bạn, không sao cả. Mình sẽ đi nộp set ở đây. Nó xét này sẽ nhận được 10 triệu nữa. Ôi dồi ôi, đông thế, kiếp server nó đông thế nhở. Không cho mà đứng luôn. Là PC của ta đâu? Là PC của ta đâu? Chả là PC đây. Các bạn sẽ đổi lấy một set 10 triệu kinh nghiệm và danh vọng sư môn 200 điểm công trạng đấy. Tôi có 1.552 xu, bạn có hack và bạn vào đây mà hack mẹ đi này. Quần ạc xoáy liêu các bạn hack chứ, hack ạc tôi làm gì? Không phải không xài anh cũng không biết, nhưng mà anh chưa thấy cậu mới ra. Cậu có cái ý nghĩ quái gở gì anh cũng không biết được. Nhắn nắng xem nắng có đi tàng kiếm hay nắng khỏi ốm chưa. Nắng cũng có vẻ đang trầm cảm lắm các bạn. Nắng này tắt máy đi ngô, đùa đâu. Nắng nhà tôi đã tắt máy đi ngồi này. Chịu rồi, ok bro. Nắng này bảo ôi Vinh ơi, nắng hôm nay nắng giữ gìn sức khỏe à? Nắng đang ốm, đang tắt máy đi ngồi này. Chán lắm bạn già. Đi tử quang đây các bạn đi. Sang Dương Châu đi tử quang đi cho anh em xem tí. Anh em nào cho slot đi tử quang với nào? Cầm tay nào. Đây 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 đây, có người BT rồi. Bán tớ một slot được không? Ok. Cảm ơn cậu. Ok, đi tử quang anh em nhá, được đi tử quang rồi. 80 có đồ rồi nên công đánh nhau đi tàng kiếm này. Hôm nay tôi lên là cái tử quang tiên ngọc đấy, tôi lên là cái tử quang tiên ngọc và tôi mừng rồi. Nhỉ, tự 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 nhiên đi đi hack mà không hack mẹ cái đám kim phiếu bán được mấy chục triệu nhỉ, hợp lý phết. Tỷ lệ xuyên 30%. Ở đây có mấy bang đang đi này, bang cùi cùi, bang chu tiên, bang A anh em 88, bang quỷ lên,
Điểm mình còn có 600 điểm thôi, mình chắc là mình đổi đi, mình đổi thêm cho nó một cái tử quang tiên ngọc nữa, hoặc là mình sẽ đổi cho nó một cái nón tử quang, hoặc là có thể đổi áo, cũng có thể là đổi quần. Chào anh em nhá, và chúc các bạn xem livestream vui vẻ. Hôm nay đi Thái Hư treo còn bị cống làm mít ải. Thôi đi tử quang đi, cho vào nội đường đánh phát nào, đi tử quang đi. Vào trong. Ok. Đấy rồi toàn idol ở đây lo gì. Trên mẹ chung thuốc rồi. Anh em đợi tí đi tử quang nhá. Nói sai liêu hack đéo ai tin. Quay trở lại đây đi lấy cốc nước uống các bạn ạ. Cái gì đây? Nó quân tử quang vàng 500k, cặp ngọc 700k. Không phải rẻ đâu các bạn ạ, cày vỡ mặt ra đấy. Tại căn bản là các bạn ấy cày nhiều thôi, thực ra là không rẻ đâu nhá. Con của mình hôm nay mình lên là mình tự cày, mình được cày được 20k điểm. Hôm nay mình mua của bạn Phước Lê, đúng hơn là mua của anh Phước Lê. Thì anh Phước Lê có bán một cái giá rất là rẻ, đó là option anh Phước Lê bán cho mình, đó là nguyên liệu là hết 1k8 với lại điểm hết 1k2 là mình lên được một cái ngọc khoảng 400 xu một ca em ạ. Cũng rẻ mà, cũng nói chung là cũng rẻ ạ. Các bạn thông cảm là mình đang phải uống thuốc các bạn ạ. Mình đang bị một cái bệnh, đó là mình đang bị bệnh viêm tai ngoài, cho nên là anh em xin cho em mấy thuốc, mấy phút em uống thuốc này cũng kiêng cữ lắm đấy, không dám đeo tai nghe. Khổ lắm, các bạn nào bị như mình không, bị viêm tai ngoài là do mình ngoáy tai nhiều ấy các bạn ạ. Các bạn nhớ nhé, đừng sử dụng cái máy tai, lạm dụng nó quá, nó sẽ bị viêm tai đấy. Đây cũng là một bài học cho anh em nhá. Anh em nào đừng có sử dụng cái máy tai quá nhiều. Cái bông cũng thế, các bạn nên ra các bác sĩ các bạn lấy cho đắt hơn một tí. Tàng kiếm 80 không rớt đồ mà sẽ rớt tàng kiếm thần thạch nhá. Nhưng mà tỷ lệ cực thấp, nó sẽ không đơn giản như thế đâu các bạn. Hello anh em, chúng ta đi tử quang nhá. Vinh mua bạn bán 300 xu được, nếu mà bạn bán 300 xu tí nữa Vinh mua nhá. Vinh lên lốt cái ngọc, lên lốt cái ngọc cho nó trâu, cái ngọc tử quang cho nó trâu, hoặc là Vinh lên cho nó cái quần cái áo thì cũng được. Cái bàn phím Vinh mới mua này nó delay nhanh quá các bạn ạ. Hôm nay mình nhận được một phần quà từ GVN, một cái người bạn nên GVN các bạn tặng cho mình một cái bàn phím với một cái tai nghe của HyperX. Nói chung là cũng cảm ơn anh em mình rất là nhiều. Đợt này tôi quen biết rộng lắm không? Đánh rồi. Được, từ quang vàng nâng cấp từ bên đấy được nhá. Khả năng là các bạn chịu khó cộng 6 lên mà nâng. Cộng 6 chứ chắc là cũng tầm đấy thôi. Mình thì mình cũng xác định luôn là mình chắc sau này mình cũng chơi tử quang viêm đế. Tử quang viêm đế thì dương thương có trâu với lại nó chịu được đam. Mấy cái phá như kiểu dương ra thương này, cái băng quyền ấy là các bạn lên lên tử quang viêm đế. Nói chung là như thế. Anh em vào sau bấm giúp mình một like các bạn nhé. Và mình cũng xin cảm ơn lời chúc sức khỏe và những lời chúc mừng sinh nhật đến từ tất cả các bạn. Chúc cho các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhá. Đây này các bạn lại tiếp tục chúc mừng sinh nhật mình rất nhiều. Bạn Tuấn Anh bán cho tôi thôi. Bạn Tuấn Anh bạn bán tôi một cái ưu đãi rất là lớn. Các bạn biết là gì không? Mua set trái cây tặng xe văn quái. Nói chung là Tuấn Anh là một cái người mà từ Uy Long ấy là mới vào học chơi thôi, nhưng mà sau này Tuấn Anh đã trở thành một thương gia. Các bạn hãy theo khóa học làm giàu của tôi. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên.
Tuấn Anh là một cái người mà thực sự ngày xưa rất là gà mờ luôn, cái gì cũng hỏi. Nhưng mà sau chỉ một khóa học của tôi thôi là Tuấn Anh đã trở lên, nó gọi là cái gì nhỉ? Trong Táo Quân nó gọi là cái gì nhỉ? Thành rồng à? Rất là giỏi, thành một dân cày chuyên nghiệp. Chỉ một khóa học duy nhất của tôi thôi, Tuấn Anh đã trở nên rất là giỏi. Mẹ, mới 50 bóng mà đánh gần xong boss mẹ rồi. Đánh hăng vãi lìn. Các bạn hãy tin vào khóa học của tôi. Các bạn nghe giống đùa gà không? Dương gia. Thiếu Lâm kìa. Dương gia đâu? Để tao cân hết mấy con. Vẫn câu chào Vinh 3 triệu, chào bạn Hùng nhá. Chào anh em. Các bạn có biết là tôi, cái sở thích của tôi là đi dép tổ ong và một con đùi, nên các bạn cứ gọi tôi là Vinh 3 triệu là đúng rồi. Anh là anh cảm thấy người anh nó già đi dã man luôn, thật sự Lâm ạ. Biết đây là do anh suy nghĩ nhiều nữa. Anh em xem bấm giúp mình một like nhá. Đang bảo là chuyển sang Dương Thương, a à, xuyên chuyển sang Thiếu Lâm Quyền. Bóng 300 mày đánh bot, dừng lại. Dừng lại. Nói chung là các bạn dừng lại đến lúc nào đủ 300. Nói nên đồ tăng kiếm đi Vinh. Ôi Dương Thương nên đồ tăng kiếm làm gì? Phí tiền. Dương Thương đừng lên tăng kiếm. Dương Thương nếu có thể thì hãy lên set đấu thống cộng 6. Thật sự. Khuyên thật sự, hoặc là lên set tử quang cộng 6 để sẵn đấy. Khi nào lên tử quang bên bế giữa up. Khuyên chân thành. Hoặc là lên hai món tử quang quần đấu thống cộng 6. Đẹp dai luôn, hứa bảo đảm luôn. Triệu Vân này. Nên mẹ tử quang xanh mặc được, rất là trâu. Mà công kích nó lại còn cao hơn cả đấu thống nữa. Công kích của này nó 6, 8, 14% đúng không? Hơn nhiều. Đồ thống thì trâu thôi. Không, tôi bắn ít khi mít 5 năm nữa. Giờ chưa chắc là ừ đúng rồi, chưa chắc là lên được đồ tăng kiếm mà có tiền không làm được điều này, hiểu không? Làm gì mà làm được, làm sao được, đúng không ạ? Tám phần trăm nãy giờ ngoài ngoài này mày đánh được có 200 bóng rồi, các bạn đánh được 300 bóng thì các bạn sẽ được điểm rất là cao. Để xem nào, Tuấn Anh ơi, có đủ đủ nguyên liệu để lên cái nón không nhỉ? 15k điểm này, 3k. Ông Vinh múa vừa thôi á, cho ông Vinh múa cái. Con chuột nó đi nhanh không kịp với cái bàn phím nó đi nhanh quá, à nó đi nhanh quá nhanh. Nhưng mà ăn được cái event này mà lên được cái tăng kiếm thạch nó cũng hơi khoai anh em hiểu không? Nó hơi khoai cái lâu, nó phải một hôm là ăn được luôn đâu, không có đâu. Các bạn ạ. Các bạn gom lòi mắt ra ngày hôm nay chắc ngày đầu tiên chắc được một hai cái. Nó thật vậy, nó không đơn giản đâu. Tàng kiếm nói các bạn đua top nhá. Đua top mới có này, đâu ra mà có. Toàn cái hàng hiếm thôi. Không, này nó thật thiếu quyền công mặc xét tử quang vàng cũng đá chết tàng kiếm bình thường, nhưng mà căn bản bọn tàng kiếm ấy nó sốc đam. Bọn tàng kiếm nó sốc đam rất đau, nhưng mà thủ nó cũng chỉ như tử quang vàng thôi, nó thủ yếu hơn ý. Các bạn hiểu không? Thôi đừng đánh nữa, stop lại.
Đừng đánh nữa, kệ nó. Tăng kiếm thành lần này cứ 1,5 triệu một viên, nhưng phải là 1 mét đâu em ạ, 1,5 triệu một viên. Anh hôm qua anh cập nhật giá là đến 1,5 triệu. Rồi 300 máu rồi đấy. Xong cải một, ôi rồi đánh vật vã quá mới xong cải một anh em ạ. Chơi dương thương đỡ tốn kém, thực ra dương thương nó đéo tốn kém đâu, cái nick này nhá, cái nick này này nó hốc hết không biết bao nhiêu tiền của tôi đấy, nó hốc hết 1 tháng lương của tôi đấy, không ạ, 1 tháng lương 3 triệu của tôi nó hốc hết rồi đấy, tôi làm vì đam mê rồi đấy, anh em hiểu không, 1 tháng lương của tôi là có 3-4 triệu thôi, nó hốc hết rồi đấy, trừ hết tiền lương rồi đấy, không còn gì đâu. Bây giờ cái vấn đề là op úp ra cái option nó cao, cái thằng quân tăng kiếm sát thương 34 thì đắt thế đéo nó bằng cái quân thằng tăng quân tăng kiếm sát thương 58-60 được, đúng không ạ? Cái thằng kháng tất cả 12 thì làm sao mà nó lại rẻ hơn được cái thằng kháng tất cả 9 được, nó khác chứ các bạn. Nhân phẩm nó là một chuyện nữa, tiền nó một chuyện, nhân phẩm nó một chuyện. Cái khó, nó khó ở cái chỗ đấy, nhưng mà nó vui. Các bạn công nhận với tôi nó vui không? Sao không đánh à? Sao vậy? Nó sẽ đi hết một lượt vậy. Thư sinh kỳ quái. Vì sao búp siêu cấp ra PT lại à? À tiến vào rồi đây. Không, là do nó hiếm thì giá nó phải lên thôi. Đương nhiên người ta bảo buôn bán mà em. Đúng không? Ví dụ anh ví dụ em nhá. Anh ví dụ em một câu chuyện rất đơn giản. Ví dụ tao mày cùng buôn bán hàng đi. Mà tao mày còn lại cạnh nhanh với nhau. Và bây giờ là mày bán hết hàng của mày rồi mà hàng của tao lại đang hiếm. Ví dụ tao đang có khoảng, ví dụ anh em mình đi ha. Nói mày tao hơi khó. Anh với em đi ha. À, anh có 10 viên, em có 10 viên, em bán hết 10 viên của em rồi, anh còn 5 viên. Nhưng mà bây giờ tự nhiên khách nó lại đòi hỏi một phát là nó muốn mua. Nhưng mà tự nhiên anh lại cảm thấy là ừ bây giờ hàng nó còn mỗi mình anh có, tự nhiên nó phải cho giá cao lên chứ em. Cái kinh doanh nó vậy. Cái thằng giàu là cái thằng là cái thằng đấy. Kinh doanh nó vậy mà chúng ta không trách được. Người ta có thì người ta có, người ta có thể để giá được. Lúc đấy là tại vì server không có ai cạnh tranh được với nó nữa, nó bán bao nhiêu độc quyền nó rồi. Nói vậy chứ phép ít thôi Vinh, giờ làm gì? Ơ thật sự với các bạn là công việc của mình không phải là chính là ở là bọn điện thoại, mà mình quản lý công việc ở nhà mình. Nhà mình có một cái gọi là nhỏ nhỏ làm ở nhà. Còn mình làm ở huyền thoại là mình làm kiểu cho nó vui thôi các bạn ạ. Làm vì đam mê thôi. Anh em hiểu rồi, gì nữa mình có 3 triệu ở nhà, mình trồng rau nuôi cá các bạn ạ. Mình làm ở huyền thoại là kiểu làm kiểu là lấy tiền gọi là. Thực ra là làm vì đam mê thôi các bạn. Thật sự làm ở huyền thoại đúng kiểu làm vì đam mê. Làm xét từ quang xanh cộng 9 á. Chịu, đúng cộng 9 thì chịu, bố chịu luôn. Đấy, nói anh em hiểu vậy. Ải 2 thì phải có dương cung, đúng rồi, Ải 2 thì có dương cung. Bây giờ tạo được 9 viên đằng kiếm thần thạch cộng với lại mấy ca vàng thì phải. Anh nhớ là như thế. Ở nhà mình thì mình trồng rau và nuôi cá. Thực ra là mình trồng cây thủy sinh và nuôi cá. Mình có buôn bán ít nhỏ nhỏ nữa. Arthur 82 rồi chuyên ơi. Nói chung là nếu mà chuyên có anh em có gì nói chuyện với nhau thì giới thiệu với chuyên là đây. Tớ lên từ Quang Tiên Ngọc rồi. Nay tôi mới lên nên là lên hết khoảng một mớ nữa rồi. Đấy không vấn đề gì. Thì đam mê đương nhiên là làm 3 triệu người ta không tin, nhưng mà thực sự nó là 3 triệu thật. Người ta có giả hơn mình thì nó cũng giả hơn được 1-2 triệu thôi, nó không có nhiêu tiền cả. Công việc chính của mình ở nhà thì nó cũng đủ ăn rồi. Công việc phụ này thì kiểu làm cho nó kiểu phát triển bản thân ấy. Thực ra mình làm nghề này mình phát triển bản thân được nhiều cái, mình học hỏi được nhiều cái. Với lại được mình được chơi nữa. Mình được tiếp xúc với các bạn này, mình được nói chuyện với các bạn này, mình được giao lưu này, mình được các bạn ủng hộ này, được các bạn chửi này. Nói chung là nhiều lắm. Đừng đánh, ai này cho năm độc nó giữ chứ. Ai này năm độc nó giữ chứ, ai khiến nó đánh làm gì. Anh em vào sau bấm giúp mình một like anh em nhá, mình cảm ơn. Ai này chúng ta sẽ phải đánh bóng nhá, tại hai là cái ảnh mà đánh bóng rất là gan đấy. Ải 2 nó sẽ có 4 con bá kiều này và phải tiêu diệt 4 con thì các bạn mới có thể là hoàn thành ải thứ hai.
Chuyện này có gì nhắn tin nhá Chuyện nhá. Đây lick của tớ 82. Khoảng năm nữa tớ tới xong thì khoảng 50%. Tạo tài khoản đến cấp 70 em ạ. Không, ít khi bị chửi. Chứ anh em ở server anh em yêu mến mình lắm. Chửi thì là cái bọn mà nó lập nick clone, nó hay đi, nó phá server thôi. Một sửa bọn đấy một ngày livestream mình ban hết nó thẳng rồi. Thật, mình thấy ngơ ngơ mắt là mình ban rồi. Lập clone chứ đi chửi bới người khác, nick chính thì không để rồi mày. Người ta bảo là đàn ông không bao giờ lớn, chỉ có đồ chơi của họ lớn theo thời gian thôi. Mình cũng thế, mình chơi game như thế này thì mình có lợi thế là mình có phát triển bản thân được, là cái thứ hai là mình học hỏi được nhiều chứ. Mình học hỏi về truyền thông rất là nhiều, mình là một cái người làm nghề về internet, về mạng xã hội ấy, thì mình học hỏi được rất là nhiều. Có con laptop á, laptop thì các bạn có thể tham khảo những cái con laptop Dell Inspiron mà ngày xưa mình có thể dùng. Thì con Dell Inspiron bây giờ nó chỉ khoảng 8 triệu thôi. 3543 hoặc là mã 35 trở lên. 35 trở lên nhá thì nó có RAM 4GB và CPU tầm i5 bao nhiêu U, 5200U hay bao nhiêu U ấy, thì nó sẽ tối ưu hơn cho các bạn chơi game, mà nó có cả màn hình GTX có một cái cả màn hình GTX ở trong cái máy đấy nữa. Nhưng mà nó chủ yếu nó chạy cả onboard là chính. Nhưng mà ngày xưa mình dùng con laptop đấy thì nó dùng rất là tốt. Nó hơi to thôi. Còn về cấu hình máy tính ở nhà thì cái laptop mình đang dùng bây giờ ấy, nó là i5 mới và các màn hình 1050, RAM 8GB. Con laptop đấy thì cũng livestream được. Con đấy mình mua có mười mấy triệu thôi. Chịu em đấy, anh cũng chịu em đấy. Mà anh đổi tên, nay anh quên không đổi tên, cứ nay anh bận quá, anh bận làm sinh nhật anh không đổi tên. Bồ phải đi búp cho anh cơ, chứ bồ mà không đi búp thì thôi, nạp làm gì. Mà vợ anh nó không ghen đâu, vợ anh là một đứa rất là thẳng tính. Nó chỉ đấm thôi, nó không ghen đâu. Này còn chưa đăng hình, cảm ơn các bạn, chúc mừng sinh nhật rồi đấy. Thôi bây giờ chuẩn bị đăng đi. Một ngày mai lặng lên, em hân hoan chào đón. Và anh đến. Anh chưa đúng quyền đi, em về xin chân chạy theo anh á. Anh cũng đang bảo, anh cũng đang bảo anh chơi thiếu đúng quyền đây, nhưng mà ý là phải đổi được nick đã. Nếu mà chuyên ok thì mình đổi nick thôi. Thứ ra nick của chuyên với nick của mình thì nó cũng không chênh nhau nhiều lắm đâu. Chuyên hơn được cái quân hàm tướng. Với lại nick của chuyên thì chắc là hơn kinh nghiệm một tí, thì có gì anh em lại giao lưu với nhau. Thì tôi đánh ít 5 năm ít mít lắm. Nó là nghề mẹ rồi anh em hiểu không? Không, anh không nuôi đâu. Vợ anh nó tuổi rồng đấy, nó không phải tuổi sư tử đâu. Chào bạn Hoàng Dũng. Chào cần thủ Hoàng Dũng nhá. Phải gọi là cần thủ Hoàng Dũng các bạn ạ, không thể gọi là bạn Hoàng Dũng được. Tại vì tôi nhìn anh em dân câu và tôi biết. Tại vì tôi cũng là một thằng dân câu và tôi là một thằng mê cá. Hôm nay sinh nhật Vinh à, chúc Vinh sinh nhật vui vẻ nhá. Cảm ơn bạn Hùng nhá. Chúc bạn Hùng một ngày thật nhiều niềm vui. Một ngày đầu tuần thật nhiều năng lượng. Thế mạng wifi chơi được nhá. Wifi thì các bạn chịu khó dùng cái wifi nào mà nó có sóng căng một tí chơi bình thường. Nhưng mà vẫn khuyến cáo nhá, các bạn nên mua một cái dây mạng đấu từ cái cục wifi vào như của mình ấy, thì mình vẫn chơi bình thường. Cái con laptop của mình có livestream bằng wifi được cơ mà. Nhưng mà nó không ổn định lắm. Nó chỉ livestream 720 thôi. Nói về mẹo chơi game thì mình nắm trò lắm. Mình chơi cả trên iPad luôn, các bạn có tin không? iPad mình nối với máy tính laptop ấy, xong mình điều khiển từ phòng mình ngoài cái laptop bên ngoài. Được luôn, cái bóng bổng kia. Bóng cái băng, thằng cái băng đâu? Thằng cái băng bóng mày kia. Mày làm cái gì đấy?
thua đấy, đánh cái này là thua đấy, đánh cái này là thua đấy nhá. Ông vô danh này, ông lại làm cái quần gì rồi, cấp 82 nữa kìa. MacBook thì anh em phải cày win nhá. Chúc mừng, ok cảm ơn bạn nhá. Cờ Tiên Phong đổi sư môn ở đây. Cờ Tiên Phong bạn đổi LPC chiến trường, còn của mình thì cờ này là của mình là cờ sư môn 3. Cái bóng bổng ơi, làm gì đây? Đánh bóng đi bạn ơi, thua mẹ bây giờ. Nó đổi một đợt bóng là thua bây giờ. Đánh chết nó đi. Đến 20 giây. Đánh chết mẹ đi. À, anh em mới tập chơi thì cứ nhìn video của mình thôi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đúng rồi, phải có kết nối ổn định thì nói chung là các bạn chơi game nó sẽ thoải mái hơn. Thực ra các bạn, người ta bảo rồi, giang hồ ở mạng không bằng mạng lắc. Thật sự nó khó chịu lắm, chơi game nó khó chịu lắm. Gì ba dương thương chứ vậy? Lắm chứ vậy? Thì kỹ năng dương thương của mình thật là mình cũng gọi là không phải là ngu. Nhưng mà các bạn thích xem Thiếu Lũng Quyền hơn. Ý là các bạn bảo là Vinh ơi mày làm con Thiếu Lũng Quyền đi, nhưng mà với kinh tế của mình thì mình không nuôi được hai nick được. Nói thật với các bạn là mình không nuôi được hai nick. Con này chết mẹ ăn cái bong bổng rồi. Nó treo mẹ rồi. Kinh tế của mình nói thật với các bạn là mình không nuôi được hai nick. Ba triệu là sút tốt. Mẹ, 3 triệu là đá kinh lắm không ạ? 3 triệu phải có người búp nữa, bạn thuê thêm người búp nữa. Về kỹ năng dương thương của mình thì nói chung là dễ. Đó. Mẹ đánh kiểu này đánh thua đấy, đánh kiểu này bóng cái bang bổng đánh đại hai đấy, đánh hết rồi. Được mỗi thằng cái bang thì treo thua mẹ rồi. Thôi xong mẹ luôn. Chết cả đám rừng cùng rừng thường rồi. Mình đấm kiểu này. Ông cái bang ạ. Tôi xin ông đấy. Nhớ chứ. Toàn những tên idol quên là sao được. Mình cho nó ăn đam con kia đã. Bây giờ nó chưa ăn đam mình. Nó đang ăn đam mình các bạn. Anh em xem bấm giúp mình một like các bạn nhá. Hôm nay mình bị sập stream mất 26 giây cho nên là các bạn có thể bị tụt view. Nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng mình like thêm. Ngày mai mình có một cái hẹn cầm Thiếu Lũng Quyền rồi. Cho nên là anh em ngày mai sẽ được xem Thiếu Lũng Quyền nhá. Còn cái bang đánh mãi không xong nữa. Rồi có thế thôi mà. Đánh mít một bóng cái bang kìa. Trời ơi, không thua mẹ bóng bây giờ. 9 giây này. Thôi thua mẹ rồi, vừa lại thất bại rồi. Lắp PT cái bang vào đi, thua mẹ bây giờ. Bóng gì ông đánh, đánh bot làm gì? Ngáo. Không, game này có mỗi đồ tử quang thôi mà nắm, bây giờ thằng kiếm.
Chơi trận phái đẹp thế. Trận phái đẹp thế. Đánh đánh bot được nhưng mà lúc nào có bóng thì đã đánh, không có bóng thua đấy. Chuyển bóng ra rồi, bóng ra rồi. Cái con này cái kill của nó ngắt nhanh quá các bạn ạ. Cái kill của nó ngắt nhanh quá. Cái bàn phím nó ngắt nhanh quá. Không cần đâu, không cần đâu. Không cần đâu. Cần đâu, chuyên nghiệp rồi, không cần đâu. Cái bàn phím nó đi lại nó loát chiêu nhanh quá thành nữa. Nó đập chết rồi à? Nó đập chỉ thi đi. Đánh cái team này nó lộn xộn thế anh biết. Team này chán đời thật sự luôn. Chán đời thật sự luôn. Chuẩn bị bóng nhá. Chuẩn bị bóng này. Này còn chưa trồng cây, trồng cối gì nữa. Gọi là mình lười hết nhỉ. Chắc đi lốt này thủ qua. Đánh mày dễ. Tí mít võ đang quá. Chậm mà. Không thiếu 5 triệu này đánh gì đấy. Đánh bóng chết đi. Đánh chết bóng đi không thua. Ôi thôi 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 thôi. Đéo có dừng là cùng luôn. Trần đời cái team nó không có dương cung. Dương ra cung không kỳ môn à. Đấy team này nó làm sao ấy các bạn. Kỳ môn thì không kỳ môn. Đánh cái này i4 dễ toang lắm. Năm độc thì lại không hồi sinh. Trời ơi. Này số làm sao ấy. Búp độc lên. Độc lên. Rất chán đời. Anh em xem kéo giúp mình một like anh em nhá, mình cảm ơn. Tìm phải đánh ngày 2 đấy rồi tôi xong rồi này. Tiền chán vãi biểu.
đánh nó cứ chảo gì nó gọi là liên, nó gọi là nó hiểu ý nhau ấy. Bóng Nami thì diễn nó dễ lắm, tôi combo như kiểu nó nhịp tay luôn đấy các bạn không? Các bạn quen tốc với các combo như kiểu nó cảm nhận được này, cái chiêu này là nó phải đánh lúc này, không lệch đi đâu được. Một võ ông kiếm đánh hơi khổ nhỉ, võ ông kiếm còn cùi, nó không có yêu quyết, yêu quyết. Hai võ ông kiếm tôi sợ nick qua được cái 4 này này, nghi lắm, dễ bay màu lắm cái team này này, không đi này 4 được ấy. Thôi mình bóng rồi. Thiếu Lâm muốn đào hơi, cái kèo này hơi khó ăn đây. Ải hai công đánh bao nhiêu bóng không biết. Ải hai công đánh, ải hai công đánh bao nhiêu bóng đây. Ải ba này thì không căn được đam thì cũng vứt đi, bang chủ đâu vào Nhật Dương đi. Đội này chắc mới nập lên cày đó. Ải bốn thì nó qua thì ải năm đánh dễ. Ra từ lầu PT. Chưa PT xong người đã bật ải đánh rồi. Ông này có Nga Mi kiếm bán từng con. Nga Mi kiếm tầm 7 mấy cũng được. Tôi mua con về tôi đi búp đi mà. Anh em có bán mình con nhá. Alo alo. Có anh em nào có Nga Mi kiếm bán mình con nhá. Nga Mi kiếm tầm 75 cũng được. Tôi chả cần xịn tại vì Dương thương của tôi búp cho nó vui thôi. Không cần lắm. Lôi thêm một Nga Mi nữa. Vậy. Lôi Nga Mi thì nó nhẹ, lôi Nga Mi thì vận ảnh nhanh với đào tài nguyên chiến thôi. Chả có gì cả. Đây rồi. Chú Kiểm Lâm, thằng của em nó cũng đã 82 rồi. 79, thằng này ngày xưa nó cướp cây, ngày đầu server nó cướp 50 cây. Quá ghê gớm. Nhặt rương đi. Cái clone các bạn phải vượt đá nhanh thôi. Các bạn phải chịu khó mà vượt đá nhanh thôi. Các bạn có biết là mỗi lần mà cái thỏ nướng nó full là cả thành bị ảnh hưởng không? Thỏ nướng các bạn nong lên mấy chục ạ, các bạn ăn thỏ nướng thì làm sao mà được nữa. Đúng không ạ? 79 được không á? Được, nhưng bắn rẻ rẻ thôi. Đắt quá không có tiền đâu. Để mình đăng bài lên Facebook. Ai này các bạn sẽ kéo hai con bot bằng đam nhau. Đơn giản đấy mà. Ai này cổ sư đánh võ đăng kiếm đánh. Đấy, biết đánh đấy. Nhìn thì biết đánh đấy. Nhưng mà Dương cung toái vào. Ai này mình chỉ bốn nang thôi. Ai này cho võ ông kiếm một căn đam vào đánh.
Cứ đánh nè. Đánh đi. Ngại cái gì? Cứ thả bắt quái vào đấy. Sợ cái gì? Bây giờ ở game dễ lắm. Không có gì khó đâu anh em ạ. Đánh mấy con thực ra dương thương là một cái phái mà kỹ năng rất là cao, các bạn công nhận không? Tại vì phái nào chiêu nó càng nhiều kỹ năng nó càng phải cao. Dương thương nhá, bạn nhìn này, chiêu nào hầu như là bắt đầu này 1 2 3 4 5 6 7 7 chiêu đánh, 8 chiêu đánh. Dương thương là một cái chiêu, một cái phái mà nó cần đòi hỏi những cái kiểu kết hợp với nhau linh động lắm. Không, dưỡng thương nó vậy đấy, nó sẽ không hề nó dễ dàng một tí nào các bạn ạ. Đây là một cái trick mà đánh dưỡng thương. Tại sao Phenom Vinh drama sắp có một bản tin nữa thì cho các bạn nhá, các bạn chuẩn bị đón chờ xem. Vinh sẽ cố gắng làm những cái bản tin cuối tuần. Cái bản tin của Vinh thì nó sẽ không thể nào giống của Lan Hậu Đậu được, chia sẻ thật với các bạn là thứ nhất là của Lan thì Lan có thể là chỉ đăng trên nhóm được thôi, nhưng mà nội dung của Vinh nó qua kiểm duyệt của, nói chung là nó sẽ phải qua kiểm duyệt của rất là nhiều, từ các sếp rồi đến kiểm duyệt của Facebook Gaming, Facebook người sáng tạo nội dung ấy. Nó là, nói chung là cái content này nó sẽ phải từ bản thân mình làm ra, tự mình thu âm chứ không thể lấy lên giọng trên mạng được, tại vì lấy giọng trên mạng nó sẽ dính bản quyền, và lấy bản quyền của truyền hình thì cũng sẽ bị dính rất là nặng, nên là khả năng nếu mà đánh cái kiểu quyền kiểu đấy thì mai bay pết, nên là cũng chia thật với các anh em là mình cũng không dám làm kiểu đấy. Thực ra nếu mà làm thì cái team bên mình thì là team editor chuyên nghiệp thì nó làm thoải mái, nhưng mà không làm được. Chỉ có soạn nội dung ra xong bắt đầu là duyệt nội dung xong bắt đầu đăng, Facebook nó phải duyệt cho nó mới đăng, cho đăng cơ chứ không phải đăng nhóm thì các bạn đăng thoải mái được. Các nhóm tại vì nhóm mình nhóm kín, làm fanpage nó khổ vậy đấy, làm Facebook ADS nó có nhiều cái nó đau đầu lắm. Đây đang là hải ba bạn nhá, nãy giờ đánh chưa xong hải ba, đội này đi hơi chậm, đội nào mà võng kia nó nhanh nó đi ào nãy giờ xong rồi. Bắn này, bắn một phát này. Có một thời là mình cũng định làm bình luận viên bóng đá rồi đấy, nhưng mà mình nghĩ lại cái nghề đấy thì mình không với tới được, tại vì mình thứ nhất là sức khỏe của mình nó cũng không được tốt lắm, thứ hai là nó sẽ phải xa nhà, cái bình luận viên bóng đá nó vậy, cái nghề bình luận viên bóng đá nó phải xa nhà. Cũng ngày xưa cũng ấp ủ ước mơ làm đấy, cũng có định hướng đi học làm, thực ra là toàn tự học thôi, mà sau lại thôi. Thấy làm game nó nhẹ nhàng hơn, mà nó cũng không phải đi xa nữa, nó cũng ở nhà với vợ với con, nó dễ chịu hơn, thôi chấp nhận. Vậy mình phải ở nhà để mình lo công việc ở nhà nữa. Mình bóng đá thì phải lên Hà Nội rồi lên chỗ này chỗ kia, hoặc là đến các công ty game lớn vẫn được, vẫn làm thì vẫn làm được thôi, nhưng mà nó dài dòng lắm các bạn. Thank you.
4-4-4-5 rồi. Đúng rồi, bóng đá không đam mê không Võ Lâm. Có một thời thì mình cũng đang nghĩ là mình sẽ theo đuổi bóng đá. Mình sẽ theo đuổi bóng đá để mình có một một cái người ta gọi là cái công việc mà sẽ giúp bản thân phát triển hơn ấy. Nhưng mà sau rồi mình nghĩ nó phải xa nhà các thứ kiểu rồi. Ôi, thế nào vậy? Cái này phải trải qua nhiều cái đào tạo lắm các bạn. Thực ra các bạn nói thế chứ bình luận viên nghiệp dư thì nó nhiều, mà mình biết là có các anh dạy chuyên nghiệp ấy thì chi phí nói chung là nó cũng, với lại nó đào tạo lý lịch các thứ nó cũng phải gắt lắm, tại vì làm xác định là làm tương lai là như kiểu bình luận viên là nó làm trong đài truyền hình mà làm sao mình với tới được khó lắm, không đủ trình đâu các bạn. Để làm game nó nhả. Để làm game tôi nói chuyện anh nghe ăn xong đi ngủ. Hai này có vẻ đánh rất là từ từ các bạn ạ, không phải vội vàng gì, đúng không ạ? Đánh nó không có gì gọi là ấy cả, nó rất là từ từ thôi. Đam mê bất tận. Đúng thật, ngày xưa mình cũng không nghĩ là mình theo nghiệp đâu. Chứ cái Võ Lâm chứ gì đâu. Thực ra là nếu mà làm về Võ Lâm ý, thì các bạn check profile của mình thì các bạn biết là mình làm rất nhiều server. Thực sự đến nay là khoảng hơn 10 server Võ Lâm chứ gì mình người ta thuê mình làm rồi. Nhưng mà gắn bó huyền thoại lần này là khá lâu. 3 năm rồi. 3 năm. Ở đâu? 3 server rồi, đúng rồi. Mình cũng tưởng là không có cái duyên to đến như thế đâu anh ở, cái duyên nó vẫn lại đến các bạn. Rồi xong ngải thứ 3 đến ngải thứ 4, ải này nó mới căng này. Nói chung nó là cái cơ duyên các bạn, chúng ta không nói trước được. Cái này phải đợi. Thôi, kéo đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái này phải đánh lệch 6 là như nào? Bảy trên 20. Ai này tin ai 4 này, ai 4 này team này hơi khó đi đúng không? Tôi công nhận vậy.
Hai này ai cầm được bot kiểu này tôi nghi lắm không ạ. Tôi không tin tưởng cái team này lắm đâu, nhưng mà thôi các bạn ạ. Chỉ cần biết dắt bot là qua được, thực sự chỉ cần biết dắt bot thôi là qua được. Anh em hiểu không? Chỉ cần dắt bot qua là qua thôi. Chào bạn Xuân Độ. Vinh này không phải Vinh mình nhá, Vinh này Vinh nào rồi? Vinh này Vinh khác rồi. Tăng nhầm Vinh rồi. À này có cổ sư nữa đấy. Cổ sư đây. Cổ sư 81% một tịch. Anh em nào bán cho mình con ngai mi kiếm liên hệ nhá, mình mua ngai mi kiếm cùi cùi mình dùng cấp 75 cũng được nhá. Miễn sao mà tịch 4 phụ lục là được. Đầy đủ yêu quyết là được nhá. Rồi ít người quá được, ải này nhìn nó không tương lai các bạn ạ. Cái băng bổng thì không thấy đâu rồi này, cái băng bổng có năm độc, có cái băng thiếu lâm quyền. Thiếu lâm quyền cấp 79 mà tịch 84%. Dắt bot là qua được, biết dắt bot là qua được, mà không dắt được bot thì thôi, không phải nói đâu các bạn, cạn mẹ lời đấy. Các bạn hiểu không? Không thì thôi nghỉ đánh, mai đánh tiếp. Phải biết đánh cơ. Có đánh được không? Thế chết rồi. Thế chết rồi. À đây có người vào rồi. Đánh thôi, cứ đánh thôi, sợ gì. Anh em like giúp mình đến 80 like với anh em ơi. Cảm ơn anh em nhá. Năm độc kéo bót chuẩn thôi à, võ ông kia nó đánh là dương thương mấy ông kia chỉ đánh móng rồi cân đối làm sao bỏ bóng hợp lý là được, khó quá bỏ qua. Anh em like giúp mình nhá, mỗi người một like với nào. Đúng rồi, này cái boss thì bỏ bóng ngũ độc ra hoặc là cũng được, bỏ bóng ngũ độc. Ê, cái kèo này tôi cũng thấy hơi khó đánh anh các bạn, hơi khó đánh đấy. Kèo này thực sự hơi khó đánh. Tại vì cái đội này thì thấy là còn đang phân vân không biết bỏ bóng nào. Thật sự là nó không biết bỏ bóng nào này. Năm đồng gì hả bạn? Bạn năm đồng, bạn 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 có thể review lại cho mình được không? Thằng đường mua nó ra rồi thì ai đánh? Không. Đánh hay nghỉ đây? Nick mình nó delay nhanh quá. Chưa biết ông này ông set up bóng kiểu gì đây các bạn. Chuyên ơi, Chuyên đang xem video không? Có gì inbox cho Vinh với. Vài trăm cũng được, vài trăm anh em mua chơi vui vui vẫn được nha, không có vấn đề gì cả. Thoải mái. Chơi game trên tinh thần vui vẻ là chính, không có áp lực nhau cái gì cả. Mình vài trăm mình chơi theo kiểu vài trăm. Các bạn biết Idol Hùng Bảnh chưa?
một con người cấp 79 80 ở server Uy Long lên tiên phong cứng. Lên tiên phong cứng. Chơi khiêm không mất một đồng nào. Idol không bành của các bạn đấy. Này là nhiều dương thương rồi. Nhanh không tôi 10 giờ rưỡi tôi off stream đấy. Nhanh nào. Đây có cái bang này này. Này hơi khó đánh đấy. À các không, à mình thì mình để mình chơi hoặc mình đổi thiếu lũng quyền thôi. Chứ còn tầm này thì thật sự với các bạn là 13.210k new đột thống. Bỏ bóng đường môn võ đang. Ừ. Ngami đánh vỡ mặt đấy. Đừng có đùa. Anh em live video giúp mình nhá anh em nhá. Rồi đánh đi. Cắn nắc lên. Nắc ở server mình giờ dùng phải thoải mái luôn các bạn. Rồi, bắt đầu bài 4 rồi, không biết nó có kéo bot như nào đây. Bẫy trái trước, kéo nó sang phải. Thế thôi. Đánh đi, ơ. Ngami kìa. Đánh bóng đi. Hai mốt giây, nhanh lên nào, nhanh lên nào. Dịp kẻ vò đằng kiếm còn đứng đây thế này thì chết tôi rồi. Sang đây, sang đây. 13 giây. Chạy sang đây không chết bây giờ. Sang đây. 3, 2. Chết hết bây giờ. Bảo rồi. Trời ơi, cậu có biết đi hải 4 không? Chết hết bây giờ. Mới đi về hết rồi. Trời ơi, cái quần què chứ dây. Mẹ nó đánh đau vãi rồi các bạn ạ. Rồi chạy sang bẫy trái. Bẫy phải 13 giây. Bẫy phải 13 giây chạy đi. Chết mẹ bây giờ. Trời ơi cái cung què vậy. Bẫy phải. Con này chết này, con này chết này. Tao biết ngay mà. Công tấu hài vãi quất. Công đang chịu tuổi nè. Rồi 10 giây bóng. Trời ơi. Cái này đơn giản là các bạn cứ nhìn cái bẫy này thôi. Đánh bóng này, bóng thiếu lâm này, bóng Ngami này. Thằng thiếu lâm này, thiếu lâm mệt này. Rồi chạy sang bẫy trái 23 giây. Đánh bóng nhanh lên. Rồi kéo sang bên đây 14 giây nhanh không chết bây giờ. Hai thằng kia làm gì đấy? Thằng phó bác làm gì đấy? Sang đây. Ôi giời ơi. Trời ơi sang đây. Ui chết mẹ con Ngami. Điểm khó thế nhỉ. Đi qua được ải 4 này. Qua được ải 4 này cười đau hết cậu cho nó xem. Đám bot thì tao khiến mày đâm cùng đâu, đánh đi.
Rồi 23 giây đánh xong bẫy chưa? Đi sang bên này nhanh lên. Sang bên trái. Nhìn sang trái. Con vo đang kiếm làm gì kia? Chạy nhanh không chết bây giờ. Con vo đang kiếm của ông nào kia? 4 thôi đi mẹ mày, thôi. Thôi chết con vo đang kiếm luôn. Nhìn cái bẫy bên này, cứ nhìn đây mà đi thôi. 10 giây nữa là bóng. Đi này hơi lâu đấy. Không tin tưởng cái team này lắm. Cái bang nhá, kệ. Tự vào đây. Cái bang đâu? Cái bang đâu? Đánh đi. Đây cái này, đây này, đánh đi. Đánh con này trước đi, không đánh. Đánh con đấy làm gì? Ôi sang bên phải thì không chết. Con dương ra cung làm gì đấy? Chạy vào đây ơ. Con dương ra cung kia. Rồi xong luôn. Má tới công chuyện luôn. Cái bang thì không đánh bóng, dương ra cung thì chết oan. Còn lại gì? Khi đã xa nhau rồi, nơi anh đến chẳng còn em. Thế là toang mẹ rồi. Ui giời ơi, nó cứ cái bang với Ngami nó đánh cơ. Anh em Dương Thương hỗ trợ hết mình rồi, đánh đi. Đánh đi ơ. Làm gì đấy? Hay là ông cầm một nick 5, nút 5 nick đây. Bẫy phải 8 giây kìa, chạy có mẹ đi, giết chết bây giờ. Thôi bên kia chết rồi, bên kia chạy sấp mặt rồi. Hai, thế nào đứng ngoài không? Má tấu hài thực sự, anh em like giúp mình đi 100 like với nhá. Quá đáng thực sự luôn. Chẳng nhẽ này bỏ giờ không đánh. Cười đóng cả ruột rồi cái team này. Xuống đi. Nhanh lên 17 giây. Không lại đi hết bây giờ. Thôi anh đi ra đi. Không đánh đi em ạ. Đánh nó vui. Đánh cho các bạn có kinh nghiệm. Chứ các bạn ấy cứ dựa dẫm vào mãi nó không hay. Đánh cho nó biết. Chứ không đánh bao giờ mới biết được. Đúng không ạ? Biết đi rồi đấy. Nãy giờ chết vài lần là biết đi rồi đấy. Tôi Dương Thương thì tôi chả cần. Bóng tôi cần hết. Chăm đi đỡ tốn tiền anh em ạ. Bóng này. Thấy không? Bọn tôi giật bóng nó gọi là tầm thế giới rồi. Tạ giáp đi, cái băng bổng. Đúng rồi, biết đánh rồi đấy. Không có gì khó các bạn ạ. Nói chung là phải trải qua khó khăn, chết vài lần nó biết. Đánh team này nó hơi lâu một tí tại vì nó không có... biết đánh ngày năm nó như nào đấy. Ôi trời ơi. Ông cái băng bổng mà chết oan chứ, đứng mép tường nó giật cho. Thôi thôi, chán lắm vậy thôi. Đánh bóng hộ vệ đi, đến bóng rồi. 5 đồng. Thôi đá làm gì ơ. Đúng rồi, kéo ra đây. Đá tổ sư đấy.
Rồi chỉ đi. Đi đi con dương cung. Đồ này chắc là một mình một ông cầm nhiều ác rồi. Cái kiểu này là chỉ có cái kiểu đấy thôi, không có kiểu nào hết trơn á. Dễ đi lắm. Bên kia chắc chết hết mẹ rồi. Bên kia loạn hết một lượt. Loạn hết một lượt. Ngọc tài 6 anh em ạ, tài 6. Thua mẹ rồi. Thua rồi. Tầm này nó không cần bóng nữa các bạn ạ. Tầm này nó không phải di chuyển nữa các bạn hiểu không? Nó chán lắm rồi ấy, các bạn ạ. Tầm này nó bảo là thôi. Tầm này nó cho hẳn hơn một phút luôn. Chết mẹ Ami luôn. Tầm này nó cho hẳn hơn một phút để đánh luôn, các bạn làm biết là các bạn hiểu rồi đấy. Đánh phụ tay đi. Tin tưởng với ải lắm. Không tin tưởng với team này lắm. Biết ngay mà. Bắt đầu nó delay bẫy này, nhìn nó nát mẹ hình luôn này. Bẫy kìa, 8 giây kìa, chạy nhanh lên. Anh em like cho mình lên 100 like với anh em ơi. Ôi giời ơi, Thiếu Lâm vẫn còn, thôi chết rồi. Đá đi, đá đi, đá đi, đá rồi. Tốt nhất là có bố sang bên... sao mày này mà đánh. Thôi cố đi cái 4 này. Hai bên nó còn thừa bóng quá trời luôn. Đá đi thầy ơi. Thầy Diễm Quyền ơi. Ok. Năm trăm bóng bên ngoài rồi đấy. Cố lên. Đấy mày nó nhanh lắm.
Vẫn qua đẳng 4 đấy, nếu không biết đi. Bách về nhanh bẫy chết bây giờ. Đứng gọn vào. Con kia nó vẫn với được mà. Độ này hơi hơi ấy tí. Bóng gì đây? Bóng Nga Mi. Bóng ngũ độc. Nó di chuyển đi. Di chuyển đi, di chuyển đi, di chuyển đi. À này, đến này năm mà tụi mừng lắm rồi. Đến này năm mà tụi mừng lắm rồi. Thôi nốt đại 4 tới ao thôi. Tôi mệt lắm rồi. Thôi giết nó xong đi. Bây giờ hơi lâu rồi đấy. Đứng này mà giết luôn đi này. 77 á, 77 giờ hơi khó ấy. Xong. Ôi lại rời, lại hồn. Đánh cọc đi các bố, nhìn làm gì vậy? Dội vậy lì. Không kiếm đâu. Làm dễ không phải đi cơ. Này năm đánh 50 cái cọc. Đội kia nó auto một nick, nó cầm bao nhiêu nick sao ấy. Phong kiếm nó lên sau cùng. Mệt mỏi không? Trầm cảm không? Mấy ông này cầm mạc một tay nhiều quá rồi, tôi đoán là như thế. Mấy ông này cũng biết chơi đấy, nhưng mà ông cầm nhiều nick quá. Đời thuở ai dâng thương còn đánh nhiều hơn cả mấy phái khác. Quá thiếu người. Ơi, đi mẹ chết sầm lìn luôn. Thôi anh em nhá. Thôi nhá.
100%. Toàn để phái ngoại đánh này. Thiếu quyền đấm La Hán cho nhanh. Anh em bấm like giúp mình cái nha. Cảm giác dương cung đánh kỳ môn nó còn nhanh. Không, kêu 80 học mất 10k linh quạng chịu. Trả đi điểm. Đánh cái năm nó chầm cám mãi lín rồi. Ok, có năm độc đâu? Năm độc đâu? Ơ. Ừ, luôn mất thời gian vãi. Công không định đánh đấy à? Nãy giờ đánh được 50%. Vãi thật. Ôi xa ôi. Có thế mà cũng làm được. Thank you.
Trời ơi. Bấm giúp mình một like anh nhá. Tầm này hơi lâu. Chín, năm con nữa, sáu con nữa. Có em bổng mà đánh nó hơi chậm, tại vì một ông cầm 5-6 ạc đánh nó khó lắm. Một ông cầm 1-2 ạc không sao đây. Ba con nữa, bốn con nữa, bốn cái cọc nữa. Kiểu có bạn tập cọc gỗ tập PK ba cái cọc này mới xong, tôi ngáp lại nãy mấy lần rồi đấy. Let's go nào, hai cọc nữa nào. Xem nó bao kiếm cái. Xem nó bao kiếm đi. Anh em nó cũng mỏi hết cả mắt rồi. Thôi cố lên, nốt nốt hai con nữa. Cố lên anh em. Gian nan vất vả tí nhưng mà nó nhanh. Hai con nữa là xong. Ôi trời ơi. Nó đánh xong này nó chắc trầm cảm luôn á. Không gì là Phật. Trời ơi, phát cuối cùng đây. Kéo mắt về đây. Kéo mắt về đây. Đúng rồi, kéo mắt về đây. Anh em bấm giúp mình một like các bạn nhé.
Nó phải là xong rồi. Cố lên. Rồi. Thôi, nghỉ 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 nghỉ. Ai này không không có tương lai đến ngày 6 đâu. Xong click được vào dương vậy. Ok. Anh em thở oxy luôn rồi. Cảm ơn anh em nhá. Và chúng ta hẹn gặp lại.